Thưa quý vị, kinh doanh thua lỗ, Hồ Văn Kiều, 32 tuổi, ngụ xã Rông Búc, huyện Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắc, vay mượn tiền nhiều nơi để trang trải. Khi mất khả năng thanh toán khoản nợ hàng chục tỷ đồng, đối tượng liền bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp nhận đơn tố giác công an Đắk Lắc vào cuộc điều tra, xác minh và bắt được Kiều tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Theo điều tra ban đầu, vào năm 2021, việc kinh doanh ô tô cũ bị thua lỗ, nên Kiều vay tiền của nhiều người để cầm cự. Đầu năm 2023, biết bản thân không còn khả năng trả nợ, nhưng Kiều vẫn tiếp tục vay mượn, nhận tiền góp vốn làm ăn của nhiều người. Có tiền, Kiều dùng một phần để thanh toán tiền lãi cho các khoản nợ của mình. Đến tháng 9, Kiều bỏ trốn đến thành phố Cam Ranh và cắt đứt liên lạc với nhiều người. Nhận được đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã mời Kiều về trụ sở làm việc. Bước đầu, Kiều khai bản thân đã đưa ra thông tin gian dối, lừa vay mượn tiền của nhiều người ở tỉnh Đắk Lắc và thành phố Hà Nội với số tiền hơn 30 tỷ đồng.